Trong văn hóa Tết truyền thống của người Việt, quà Tết là một nét đẹp không thể thiếu, là cách mọi người gửi gắm tình yêu và sự chúc phúc đến người thân yêu. Quà Tết hiện đại cũng có nhiều thay đổi theo thời gian. Năm Quý Mão, quà Tết cũng có những xu hướng mới, quay về với sự mộc mạc, đề cao yếu tố truyền thống và ưu tiên giá trị về sức khỏe. Trải qua nhiều biến động của hoàn cảnh sống cũng như ảnh hưởng của dịch bệnh, con người ngày càng có xu hướng quay lại với những giá trị xưa cũ, mộc mạc, gợi nhớ lại sự bình yên, dung dị của những ngày Tết xưa. Bởi vậy mà có thể thấy, trong những món quà Tết năm nay, hình thức trang trí sử dụng những yếu tố truyền thống, cổ truyền được phổ biến rộng rãi hơn cả. Năm nay cần phải quay về với thiên nhiên nhiều hơn, cần phải quay về cái nếp sống của ông bà ngày xưa nhiều hơn, cũng như là mình sẽ biết trân trọng được cái giá trị cổ truyền liền với cái Tết cổ truyền của ông bà ngày xưa, cũng như là đưa được những cái dòng sản phẩm thuần tự nhiên đến với người tiêu dùng. Và làm thế nào để khi mà người nhận được cái món quà như vậy thì trong họ sẽ được cảm giác được mình đang tiếp nối được truyền thống của ông bà, cũng như trao truyền cho thế hệ mai sau, thế hệ nhỏ hơn những cái giá trị mà mình cần gìn giữ. Sử dụng chất liệu tre cổ truyền và sử dụng là những cái nghệ nhân từ những làng nghề, và họ đang sống bằng cái nghề làm tre, làm giỏ, làm mây rất là lâu đời rồi. Không phải là những túi quà nhập ngoại bóng bẩy đắt tiền, cùng với xu hướng quay trở lại với giá trị truyền thống, thì yếu tố thủ công và tự nhiên ngày càng được ưa chuộng. Khi cuộc sống dần trở nên bận rộn hơn, chị em không còn nhiều thời gian tự tay làm quà Tết, thì việc lựa chọn những món quà Tết có yếu tố handmade, thân thiện với tự nhiên, môi trường và sức khỏe trở thành lựa chọn hàng đầu trong dịp Tết Quý Mão. Mọi người thích quay về hướng về cội nguồn, hướng về những giá trị dân tộc, chứ không phải là những món quà Tết đắt tiền như là những chai rượu xịn. Thế thì người Việt Nam chúng ta thì vẫn là tính mộc mạc và cộng đồng, và gắn với cả thiên nhiên, gắn với nông nghiệp. Thế cho nên là khi mà được nhận món quà là những cái dạng mứt tổng hợp, trong đó có những cả cái những hộp chè xanh, thì tôi rất là nhớ Tết xưa. Và khi mà mình sử dụng những sản phẩm đó, mình vẫn thấy là ngon, và để đảm bảo về vấn đề sức khỏe của mình, thì những gói quà mà người ta cứ sử dụng bằng những cái chất liệu như là dùng bằng gỗ hay là bằng tre, và trong đó thì người ta kết những cái món mứt bằng đủ các cái màu sắc, thì đấy là những món quà cũng rất là hấp dẫn. Mỗi món quà mang theo lời chúc dịp năm mới mà ai cũng mong muốn được nhận, đó là sức khỏe và sự may mắn. Đó cũng chính là ý nghĩa tốt đẹp mà những món quà Tết mang lại, được gửi gắm qua những món quà mộc mạc đậm chất cổ truyền và tôn vinh một cuộc sống khỏe, sống xanh trong năm mới. Để có thêm thời gian sắm Tết, nghỉ ngơi bên người thân sau một năm vất vả, bận rộn, ngày càng nhiều gia đình hiện nay đang chọn dịch vụ dọn nhà theo kiểu khoán theo giờ hoặc chọn gói. Càng gần Tết thì giá thuê dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, cửa hàng càng cao. Giá có thể tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường, nhưng vẫn luôn hút khách. Không khó để tìm những dịch vụ dọn dẹp nhà cửa cuối năm trên mạng xã hội. Có những nơi công khai bảng giá tối thiểu không khác gì đặt vé máy bay online. Nhưng để đặt lịch thành công thì cũng không phải là điều đơn giản. Hiện tại thì bây giờ là dọn dẹp theo mét vuông là đang chiếm tỷ trọng cao hơn, đó là làm khoán tùy theo từng ngày. Càng sát Tết thì giá cả nó sẽ càng chênh một chút. Có những đơn làm từ 5 giờ sáng đến 10 giờ đêm vẫn chưa hết việc. Về nguồn lực và về con người thì hiện tại bây giờ là đang nhận khoảng từ 30 đến 40 căn trong một ngày. Công việc bận rộn nên giáp Tết, anh Minh mới có thời gian tìm người dọn dẹp cho căn phòng chung cư của gia đình. Là người trẻ, anh cũng không muốn những ngày Tết lại trở thành đại hội dọn nhà như nhiều người ví von. Ông bà bố mẹ ngày xưa chưa có dịch vụ này thì đúng là con cháu là về phải tổng vệ sinh, dọn những cái khe, những cái ngóc ngách, thì hồi đấy là thấy nó rất là mệt, nhưng mà lớn thôi có tiền là tự phải đi thuê người, rồi con nhỏ nữa là chỉ có hai vợ chồng, mình chọn cái dịch vụ để cho nó bớt đi cái việc mà mình có thể làm những việc khác. Một cái căn như căn của mình 120m² thì ông ra cũng được khoảng từ 2-3 triệu. Các công ty hoạt động dịch vụ này có thể kiếm tới doanh thu cả 100 triệu đồng một ngày. Trung bình mỗi ngày, nhân viên có thu nhập gấp đôi và thậm chí là gấp 3 ngày thường. So với ngày hôm qua thì hôm nay lại lên thêm 1 giờ lại 20.000 nữa. Nhiều việc thì đi nhiều tiền, khoảng 1,5 triệu một ngày.
làm cũng phải đến 11, 12 giờ đêm mới về ấy. Bây giờ tiên tiến hơn, với lại các bạn ấy cũng bận đi kiếm tiền nhiều ấy, dọn dẹp nhà cửa thì phải nhờ. Nhưng bọn tôi dịch vụ kiểu này thì nó tiện hơn rất nhiều. Thì phải làm ngày làm đêm em ạ. Ăn Tết xong thì họ muốn dọn nhiều ấy, nên là mình sẽ lên sớm một chút để kiếm thêm một tí. Chưa nghỉ Tết nhưng đã tính tới việc lên sớm để có thêm thu nhập. Bởi có lẽ dịp Tết Nguyên đán là mùa cao điểm và cũng mang lại nguồn thu nhập lớn nhất của những người làm vệ sinh nhà cửa như chị. Các cửa hàng dịch vụ chăm sóc ô tô nhộn nhịp hẳn lên trong những ngày sát Tết khi nhu cầu lắp phụ kiện, dọn vệ sinh, đánh bóng ngoại thất, trang trí xe. Do nhu cầu làm đẹp cho những chiếc xế hộp đi chơi ngày Tết tăng cao, khiến nhiều trung tâm chăm sóc xe luôn trong tình trạng kín chỗ, ghi nhận của VTC14. Càng gần Tết, các trung tâm và gara chăm sóc bảo dưỡng xe ô tô lại càng đông khách. Sau khi mất nhiều thời gian, anh Long mới tìm được một chỗ nhận chăm sóc chiếc xe ô tô của mình. Nên là cái lượng xe mà chăm sóc ở đây thì cũng khá là đông, nên là cũng có phải chờ đợi một chút. Tuy nhiên là mình cũng cảm thấy là rất là việc đấy thì không có gì đáng quan ngại, bởi vì là cái chất lượng dịch vụ chăm sóc ở đây thì là rất là ok rồi. Và khi mà ngồi chờ đợi để mà được chăm sóc xe thì cũng có những cái không gian để mà ngồi cà phê hoặc là ngồi thư giãn, nên là cảm thấy là chất lượng dịch vụ ở đây thì rất là ok. Chị Nguyễn Thị Hường chia sẻ, với chi phí 24 triệu đồng cho dịch vụ 1 năm, chiếc xe của chị yên tâm luôn được chăm sóc thường xuyên hàng tuần. Những lúc bận rộn không có thời gian, trung tâm có đội ngũ nhân viên đến tận nhà nhận xe và đem đi chăm sóc. Không mất thời gian chờ đợi, không phải lo giá dịch vụ tăng trong những ngày cao điểm lễ Tết. Ví dụ mình có việc bận thì các bạn ấy sẽ hỗ trợ mình cái việc là đến nhà đưa xe ra đây. Và xong việc thì các bạn lại đánh xe về nhà mình giúp mình ạ. Đấy là trường hợp mình bận. Các bạn làm rất là sạch sẽ, gọn gàng. Nhân viên thì rất là nhiệt tình ạ. Nói chung là chu đáo và thực sự là rất hài lòng ạ. Mình cảm thấy rất là hài lòng. Và không những mình mà kể cả những cái gia đình, người thân, bạn bè thì khi được giới thiệu đến đây cũng đều có những phản hồi rất là tốt về những dịch vụ. Thì thực sự là tận tình của các cái anh em kỹ thuật viên chăm sóc xe. Thứ hai là về cái tâm của cái bạn làm chăm sóc xe đây, các bạn làm rất là tỉ mỉ, và hai là cũng cảm giác là yêu xe giống như là yêu người thân của mình vậy. Sát Tết như thế này thì cái lượng xe nó sẽ đông lên một cách hơn này, một lượng xe nó sẽ đông đột biến so với ngày thường. Thế nhưng mà chúng em sẽ ưu tiên cái việc là phục vụ của những khách hàng đã ký hợp đồng trước. Đó, còn lại những cái khách hàng lẻ mà đến với chúng em thì chúng em cũng sẽ chỉ nhận khi mà chúng em còn cái chỗ trống để mà phục vụ cái xe lẻ thôi. Còn lại nếu như mà khi chúng em đã hết cái chỗ trống rồi thì chúng em phải hẹn khách hàng sang cái ngày hôm sau hoặc là ra cái thời gian sau Tết để chúng em tiếp tục phục vụ. Còn lại ở đây chúng em ưu tiên phục vụ những khách hàng mà đã ký hợp đồng của chúng em. Các dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe ô tô hiện nay rất đa dạng và nhiều mức giá. Dịp sát Tết, khách hàng thường có nhu cầu bảo dưỡng, thay dầu, dọn nội thất và sơn móng xe. Tùy theo từng loại xe, kích thước và thời gian làm sạch mỗi công đoạn từ 1 đến 2 giờ, với mức giá từ vài trăm đến vài triệu đồng. Lượng khách hàng có nhu cầu phổ thông này cũng tăng mạnh trong dịp cuối năm, khi các chủ xe tranh thủ những ngày cuối cùng của năm để đi tút lại xe của mình. Với những trung tâm có tiếng, ngày cuối năm thường ưu tiên cho những khách hàng quen hoặc ký hợp đồng theo năm, lượng khách lẻ thường phải đặt lịch hẹn trước cả tuần. Ai cũng mong muốn chiếc xe ổ của mình được tân trang làm đẹp để đi chơi trong dịp Tết. Thưa quý vị và các bạn, việc Trung Quốc mở cửa biên giới là tín hiệu tích cực cho những ngành hàng xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam như nông thủy sản, chăn nuôi, da giày, dệt may. Hiện hoạt động giao thương cũng đã sôi động hơn trước do các lực lượng chức năng của hai nước đã thay đổi phương thức thông quan hàng hóa và người xuất nhập cảnh không phải test COVID-19. Tại các cửa khẩu biên giới như Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, hoạt động xuất nhập khẩu đã và đang diễn ra sôi động sau 3 năm tạm đóng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Sau 3 năm tạm ngưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh diễn ra sôi động. Từ ngày 8/1 đến đây là có cái chương dịch của Trung Quốc, nước bạn nó bỏ cái
cách ly với chống dịch này, cái là rất thuận lợi cho doanh nghiệp. Cũng một số là giảm được chi phí cho doanh nghiệp nhiều. Vì là xe đi được về trong ngày, cứ xe đi được trong ngày về trong ngày đã giảm được chi phí cho doanh nghiệp nhiều. Những cái thủ tục làm tất cả đều nhanh gọn luôn, nó là không có cái gì gọi là chề chà mà vướng mắc cả. Tất cả đều tạo điều kiện cho doanh nghiệp là xe đi nhanh. Đối với chúng tôi thì cũng tăng cường công tác nắm tình hình rồi phối hợp với các cái lực lượng để tham mưu cho địa phương để có những cái biện pháp, để có những kế hoạch. Và thứ hai nữa, chúng tôi cũng rà soát toàn bộ các cái hệ thống máy móc này, rồi phương tiện kỹ thuật phục vụ tại cửa khẩu ấy. Việt Nam và Trung Quốc đã tối ưu hóa việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và điều chỉnh hoạt động thông quan cửa khẩu, nâng cao hiệu quả công tác xuất nhập khẩu. Theo đó, kể từ ngày 8 tháng 1, đã bãi bỏ hoàn toàn quy định phân cấp, phân vùng quản lý, bãi bỏ việc phân vùng nguy cơ dịch COVID-19. Phía Trung Quốc và phía Việt Nam đã thống nhất là bỏ ăn ở tập trung đối với doanh nghiệp, lái xe trung chuyển và toàn bộ cán bộ nhân viên trong khu cửa khẩu, là bỏ cách ly tập trung, bỏ không phải mặc quần áo bảo hộ đối với lái xe trung chuyển nữa. Trước đây thì hàng ngày phải test COVID và khẩu trang bảo hộ y tế, mọi thứ thủ tục cũng khá là phức tạp. Nhưng mà dần dần thì từ hôm 8 đến nay thì mọi thứ thủ tục đã bỏ bớt. Dần ra là bọn tôi đi làm đã thuận lợi hơn rất nhiều. Mọi hoạt động đang trở lại bình thường như trước thời điểm diễn ra dịch bệnh. Cùng với đó, mọi quy trình thủ tục đang được lực lượng chức năng thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tạo điều kiện tốt nhất để rút ngắn thời gian thông quan. Cái việc đầu tiên là chúng tôi bãi bỏ các cái cơ chế phòng chống dịch trước đây. Ví dụ như test nhanh hàng hóa đông lạnh, ví dụ như PCR cho lái xe, ví dụ như tập trung lái xe vào khu cách ly tập trung để mà thực hiện cái lái xe trung chuyển. Thì việc đầu tiên là phối hợp bên kia để chúng tôi bãi bỏ toàn bộ để tạo một cái điều kiện thông thoáng nhất. Cái thứ hai nữa là chúng tôi lên luôn một cái kế hoạch cụ thể rà soát toàn bộ các cái cơ sở vật chất, đặc biệt là các cái thiết bị vật tư y tế, máy chiếu, máy chụp để chúng tôi thực hiện cái nhiệm vụ sẵn sàng khi mà có những cái phương án phát sinh xảy ra chúng tôi chủ động hơn. Trước tín hiệu tích cực từ phía Trung Quốc, doanh nghiệp Việt Nam kỳ vọng năm 2023 sẽ tạo sức bật cho hoạt động xuất nhập khẩu. Chúng tôi cũng đã có rất nhiều các cái đơn hàng về rau củ và về hải sản. Thị trường mở cửa như thế thì cái việc tiến đến cái việc hợp tác là nó rất là gần. Vậy một năm chúng tôi xuất đi Trung Quốc khoảng trên dưới 1 triệu đôi sản phẩm. Thì tôi nghĩ mong rằng là khi biên mậu giữa Việt Nam Trung Quốc mở cửa thì chúng tôi có nhiều điều kiện để xuất sang đấy thuận lợi hơn và tốt hơn. Trong năm mới 2023, chính quyền thành phố Móng Cái sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn. Thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin Dòng chảy cuộc sống của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.